Rồi, xin chào tất cả anh em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong ở cái bài 24 cường độ dòng điện rồi đúng không nào? Thì trong clip đó về cường độ dòng điện thì chúng ta nắm thứ nhất á, là cái ký hiệu cường độ dòng điện có ký hiệu là chữ gì các em? Đây chính là chữ I ha. Và nó được đo bởi cái gì? Mb kế ha. Còn cái đơn vị cường độ dòng điện đó chính là mb và được là ký hiệu là chữ A, A hoa các em nhé. Đó. Và các em lưu ý là cái dòng điện càng mạnh á thì cường độ dòng điện càng lớn. Ok, rồi. Thì trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn với em ở cái bài 25, đó chính là hiệu điện thế. Và thầy lưu ý với các em một điều như này này. Đối với cái bài 24 và 25 và những bài trở đi á, là nó liên quan tới chương trình lớp 9 rất là nhiều. Nên là khi chúng ta học á, thì chúng ta phải hết sức lưu ý và học thật chắc để làm gì? Để lên cái học kỳ 1, học kỳ 1 của năm học lớp 9, vật lý 9 anh em ở trung học, chúng ta học cho nó khỏe các em nhé. Ok rồi, thì cũng giống như những cái bài trước thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái kiến thức cần nhớ ở trong cái phần cái bài này, chúng ta cần phải nắm những cái điều gì các em nhé. Ok, trong sách giáo khoa thì thầy cũng đã hướng dẫn cho em rồi, thì em chưa xem thì cứ vào đã xem ở trong kênh các em nhé. Ok rồi, chúng ta sẽ sang phần kiến thức cần nhớ ở trong cái bài 25 hiệu điện thế em nhé. Một này, giữa hai cực của một nguồn điện có một hiệu điện thế, được chưa nào? Đo hiệu điện thế là bằng cái gì đây anh em? Bằng vôn kế. Còn nhớ của cường độ dòng điện là ampe kế các em nhé. Đơn vị của hiệu điện thế là vôn và được ký hiệu là chữ V, được chưa nào? Ngoài ra còn dùng ở đây này, coi chiều thuận này, đổi từ lớn cho xuống bé này, đây đọc là kilovol này em, kilovol, 1 kilovol thì bằng 1000 vol, được chưa nào? Còn 1 vol á thì bằng là 1000 milivol, nhưng khi các em đổi ngược trở lại, nghĩa là từ milivol về vol thì em sẽ chia, nghĩa là các em lấy 1 chia cho 1000, nghĩa là 1 milivol ký hiệu bằng chữ mv thì sẽ bằng là 0,001 vol, được chưa? Để đo hiệu điện thế, ta mắc vôn kế song song với mạch cần đo song song. Còn cái việc song song hay nối tiếp thì thầy đã giải thích ở trong cái bài 24, thầy đã viết cái mạch điện ra để các em nắm rồi, đúng không nào? Chọn vôn kế phù hợp với hiệu điện thế cần đo. Số vôn ghi trên mỗi nguồn là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện đó khi chưa mắc vào và mạch, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái câu 25.1 nhé. Thì bài này nó cũng có 13 câu, thầy cũng sẽ quay ở trong hai clip, được chưa nào? Clip này thì thầy sẽ up ở trên chính là kênh công khai, còn cái clip thứ hai là up ở trên kênh không công khai, nên các em cứ đăng ký và liên hệ qua số điện thoại là 0348610656 em nhé, được chưa? Liên hệ trực tiếp và nói chuyện với thầy luôn. Ok, chúng ta sẽ đi sang câu 1 nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái câu 25.1 nha. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây. Câu A các em, 500 kilovol mà về cái gì? Về vol, nghĩa là chiều thuận là chiều nghịch. Đó chính là chiều thuận, nghĩa là chiều thuận thì chúng ta sẽ nhân, nghĩa là từ kilovol mà về vol đó thì chúng ta sẽ nhân cho 1000. Như vậy thì nó sẽ ra được là 500 nhân cho 1000. Thì em đếm số 0 thôi, 1 2 3, viết thêm 3 số 0 vô nữa. Ừ. Như vậy nó sẽ bằng là gì? 500.000 vôn, được chưa? Như vậy ở chỗ này chúng ta viết là 500.000 vôn, chùa nhỏ quá các em à. Câu B, 220 vôn. Các em lưu ý cái số này nha, 220 vôn, đây chính là hiệu điện thế định mức của gần như tất cả thiết bị dùng ở trong cái gia đình của mình, cái mạch điện đó các em. Cái mạng điện hiện tại bây giờ chúng ta đang xài 220V các em nhé. Bây giờ chúng ta đổi ra kilovol. Như vậy thì đây là chiều nghịch. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chia đây chúng ta sẽ chia cho 1000, thì đây nó sẽ bằng là 0,220 kilovol. Còn đúng như nào? Bạn nào ghi 0,22 thì cũng đúng, được chưa? Ok. Câu C, 0,5V mà về kilovol. Như vậy thì ngay chỗ đây các em ghi thầy là 0,220 nhé, là thuận hay nghịch thì là thuận này. Như vậy chúng ta sẽ bằng là 0,5 nhân cho 1000
thì sẽ bằng 500 mV. Có đúng nào? Như vậy thì ở đây sẽ là 500 6 kV về volt, chắc chắn sẽ bằng là 6000 volt, đúng không nào? Câu này thì quá dễ rồi. Rồi. Chỗ em có hát kẹo kéo nha. Chỗ thầy bây giờ hát điên đầu điên óc hết. Đau hết cả não. Ồn ào phá làng phá sớm hết em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu 25.2 em nha. Ok. Rồi chúng ta đi sang cái câu 25.2 em. Em nhìn thầy ở cái hình 25.1 này. Vì mặt số của vôn kế hãy cho biết này, giới hạn đo của vôn kế này thì cái này giống như ở cái bài 24 em. Em bên kế thôi. Thì giới hạn thì em phải nhìn ở bên phải này. Đây này, số đây này. Số đây chính là giới hạn này. Như vậy nó sẽ đo được là bao nhiêu vôn em? À 13 vôn. Như vậy thì ở đây thầy sẽ chấm với chấm và ghi ở đây sẽ là 13 vôn. Độ chia nhỏ nhất này, các em nhìn này. Từ 0 cho tới 1 nó chia làm 2. Như vậy ở đây là 0, đây 0.5 này. Đây 1 này, 1.5 này. 2 này, 2.5, 3. Nghĩa là cứ một đơn vị một từ 0 tới 1 nó chia làm 2. Nghĩa như vậy nó sẽ là 0.5. Các em hiểu nào? Như vậy thì cái độ chia nhỏ nhất ở đây đó chính là 0.5 V. Được chưa? Số chỉ ở vị trí kim 1 này, máy vo này 2 V. Kim 2 là máy vo này 9 V. Có được chưa? Hiểu không? Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu 25.3 các em nhé. 25.3. Rồi, chúng ta sẽ đi sang cái bài 25.3 các em. Hãy kể đoạn thẳng nối một điểm ở cục bên trái đây em với một điểm ở cục bên phải, nghĩa là ví dụ điểm này sẽ nối với một trong bốn cái điểm này. Các em hiểu chưa nào? Đó. Để lựa chọn phù hợp nhất khi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng. Ok. Bây giờ ở đây các em thấy này, pin tròn 1.5 V. Như vậy pin tròn 1.5 V thì theo em là vôn kế có giới hạn đo đây là 0.5, 20, 30, 10, 10 V. Như vậy thì pin tròn 1.5 V nó sẽ tương ứng với lại là gì các em? À, đó chính là cái vôn kế có giới hạn đo, đó chính là gì? Chúng ta nên sử dụng những cái vôn kế nào mà nó gần nhất. Ha, gần nhất nó là để mà gì, để đo chính xác nhất. Chứ ở đây pin tròn 1.5 V mà các em sử dụng cái vôn kế có giới hạn đo là 10 V thì các em đo chắc chắn là không chính xác, là bằng 3 V. 0.5 V chắc chắn ta không thể đo được rồi. Các em hiểu chưa nào? Giống như cái em bị kế thôi em. Như vậy thì ở đây chúng ta sử dụng là đây là 3 V này để đo này. 4.5 V thì thầy sẽ lựa chọn là 10 V. Các em cái vôn kế đấy. Bình ắc quy 12 V thì thầy sẽ chắc chắn sẽ chọn là 20 V. Có đúng chưa nào? Còn pin mặt trời là 400 mV, nghĩa là bằng 0.4 V game, thì chúng ta sử dụng cái vôn kế đây là 0.5 V là đo chính xác nhất. Đúng chưa? Rồi, ok. Được chưa? Hiểu nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu 25.4 em nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu 25.4 em. Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng? Không đúng em nhé, chứ không phải đúng. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó có một hiệu điện thế, cái này đúng này. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau giữa hai cực của nó, đúng rồi. Nghĩa là nó sẽ nhiễm điện ở đây là âm hay là dương. Đó nè. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch kín, đúng rồi. Như vậy không đúng đó chính là gì? Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích là không đúng. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn thầy là câu A là câu không đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu 25.5 luôn game nhé. Ok. Số vôn ghi trên nguồn điện có nghĩa gì? Có ý nghĩa gì? Này dưới đây ha. Câu A là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch kín. À, là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang được mắc trong mạch kín với nguồn điện đó. Còn câu C, câu D bên đây nghe. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện hở. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó, đây này, có chữ định mức này,
mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các cái dụng cụ điện, cái đó mới là cái chính xác. Các em hiểu rồi chứ mà. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn làm thầy câu D, có được chưa? Ok, ta đi sang một câu nữa, chính là 25.6 em nha. Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác không? Nó khác không? Nghĩa là cái von của nó còn ghi nghe nha. Ghi là câu A là giữa hai cực bắc nam của một thanh nam châm, chắc chắn là bằng không rồi ha. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn. Để riêng trên bàn thì lúc đó nó đâu có điện đâu, thì chắc chắn nó phải bằng không. Giữa hai cực của một pin còn mới. Đó, pin còn mới nghĩa là trong đó nó có gì, có nguồn điện đó. Hiểu nè. Giữa hai đầu bóng đèn pin khi chưa mắc vào mạch, chưa mắc vào mạch thì đâu có cái dòng điện chạy qua đâu, nên là nó bằng không. Nhưng mà nó chỉ có cái pin còn mới này thì nó có một cái hiệu điện thế nó khác không, được chưa? Khi người ta sử dụng cái von cứ ép, người ta đo cái pin mới này chắc chắn nó sẽ khác không. Ok, như vậy thì ở đây người ta sẽ chọn đáp án C. Các em có hiểu không nào? Rồi ok, chúng ta làm một câu nữa nha, câu 25.7 nữa nha. Ok, câu 25.7 em, dùng von kế có độ chia nhỏ nhất là 0.2 V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo này dưới đây là đúng. 314 mV. 314 thì nếu ấy chúng ta đổi ra là 0.314, mà 0.3 mà ở đây là độ chia nhất 0.2, cái này không chính xác rồi. 1.52 nghĩa là ở đây các em thấy cái số lẻ thế này. Nếu ở đây các em đổi ra có phải là 0.3314 nè, thì đây số lẻ này, số lẻ này ở đằng sau đây cũng sẽ là số lẻ này, chỉ có duy nhất anh số 8 này số chẵn, nên là 5.6 này, 5.8 này, 6.0 này, 6.2 này. Như vậy thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng cái độ chia nhỏ nhất 0.2 V mới là hợp lý. Như vậy thì kết quả D mới là kết quả chính xác em nhé. Ok, được chưa nào? Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong quá trình xem thì các em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng cho thầy, đăng ký kênh và nhấn đăng ký chuông em nhé. Cảm ơn các em đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ thầy. Xin chúc cho các em có buổi học thật nhiều niềm vui và nhiều kiến thức, và luôn luôn hạnh phúc bên gia đình của mình các em nhé. Ok, cảm ơn em, bye bye nhé.